Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với chuyên đề tạp chí ngân hàng được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, bức tranh chính sách tài chính tiền tệ quý 1 năm 2018 đã khép lại với gam màu sáng chủ đạo, trong đó điều hành chính sách về lãi suất, về tăng trưởng tín dụng hay câu chuyện về lợi nhuận ngành ngân hàng chính là những điểm nổi bật trong bức tranh tiền tệ trong 3 tháng đầu năm vừa qua và được thị trường đón nhận với những đánh giá tích cực. Chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này của chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để phân tích, tổng hợp những ý kiến, quan điểm của giới chuyên gia ngành ngân hàng về tất cả những vấn đề nêu trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, theo báo cáo tình hình kinh tế tài chính quý 1 năm 2018 của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, tăng trưởng tín dụng 3 tháng đầu năm nay ước đạt 3,5%, trong khi đó cùng kỳ năm trước mức tăng của tín dụng đạt 4,3%. Tín dụng đã có sự tăng chậm lại, song theo đánh giá của giới ngân hàng, dòng tín dụng đang chuyển hướng tích cực, an toàn và thực chất hơn. Phóng sự sau của chúng tôi sẽ giúp quý vị có cái nhìn đa chiều hơn về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. 2,23% là mức tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 20 tháng 3 năm 2018. Theo con số báo cáo của Tổng cục Thống kê, thấp hơn mức 2,81% của cùng kỳ năm trước. 3,5% là mức tăng tín dụng quý 1 năm 2018 so với cuối năm 2017. Cùng kỳ năm trước tăng 4,3%, theo ước tính của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia. Tôi đánh giá là thực ra chúng ta mới đi được quý 1 thôi và vẫn còn 3 quý ở phía trước. Và thực ra cái quý 1 cái số nó cũng khá là thường là dao động khá là mạnh giữa các năm. Tuy nhiên thì ngay từ quý 1 chúng ta có vẻ như là xuất phát chậm hơn so với cả cùng kỳ năm ngoái. Nó cũng có thể xuất phát từ cái lý do là có thể năm nay ngay từ đầu Ngân hàng Nhà nước họ cũng đã đặt một cái target về tăng trưởng tín dụng ở mức không quá cao. Ví dụ như năm nay chỉ khoảng đâu đó 17% chẳng hạn. Còn trong khi năm ngoái thì thậm chí đã có thời điểm chúng ta sẵn sàng đặt những cái mục tiêu cao hơn 17, 19, thậm chí 20, 21. Thì năm nay ngay từ đầu nhà điều hành họ đã phát đi tín hiệu là có thể tín dụng trong năm nay sẽ tăng trưởng ở cái mức độ thấp hơn so với năm ngoái. Cho nên là bản thân các ngân hàng cũng sẽ phải chịu chung đối với cả cái chính sách chung như vậy và họ có thể sẽ phải cân đối các cái đầu ra làm sao để không bị vượt quá những cái chỉ tiêu chung từ phía Ngân hàng Nhà nước họ đưa xuống. Chúng ta cũng đã thấy rằng là Vietinbank đang tập trung các nguồn lực để ưu tiên để hoàn thiện và phát triển hệ thống hạ tầng để phát triển lâu dài và đồng thời ưu tiên các nguồn lực để thúc đẩy cái tăng trưởng về mặt quy mô để chúng ta cải thiện về thị phần, đa dạng hóa khách hàng. Trên trong giai đoạn vừa rồi thì chúng tôi cũng điều hành theo cái hướng như vậy để ưu tiên tăng trưởng quy mô mạnh mẽ hơn. Thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có cái tăng trưởng, ưu tiên cho tăng trưởng, nhưng sẽ duy trì cái tốc độ tăng trưởng một cách hợp lý và gắn tăng trưởng với cái đa dạng hóa hoạt động, với cải thiện mạnh mẽ về chất lượng sản phẩm dịch vụ và cải thiện được cái hiệu quả hoạt động và bảo đảm cái sự tăng trưởng bền vững. Đáng chú ý, tín dụng chung và dài hạn đang có dấu hiệu tăng trở lại. Theo con số ước tính của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, quý 1 năm 2018, tín dụng chung và dài hạn tăng 4,3%, trong khi tín dụng ngắn hạn tăng 2,6%. Cùng kỳ năm trước, tín dụng chung và dài hạn tăng 3%. Kết quả này cho thấy tỷ trọng tín dụng chung dài hạn tăng lên khoảng 53,2%, nhích nhẹ từ mức 52,8% cuối năm 2017. Tỏ rằng là hệ thống ngân hàng thương mại cũng đã và đang đẩy mạnh hơn cho vay chung dài hạn đối với nền kinh tế và cũng đã huy động được nhiều nguồn vốn chung dài hạn từ nền kinh tế, chứng tỏ niềm tin của người dân đối với ngân hàng và của ngân hàng đối với doanh nghiệp nó đã được tăng lên đáng kể. Tuy nhiên cũng thấy rằng là về lâu về dài thì cái đó nó cũng có thể là thiếu bền vững, bởi vì rõ ràng là bản chất của ngân hàng thương mại là phải huy động vốn và vốn liếng chung dài hạn cũng không phải là nhiều lắm. Và như thế thì nếu như mà cho vay chung dài hạn nhiều quá thì cũng dẫn đến cái rủi ro về thanh khoản, đấy, rủi ro về kỳ hạn lâu dài đối với hệ thống ngân hàng thương mại. Và Ngân hàng Nhà nước đã vài lần phải lỡ hẹn, tức là đưa ra một cái tỷ lệ từng bước để giảm cái việc dùng vốn ngắn hạn để cho vay chung và dài hạn xuống, nhưng mà từ năm 2016 cũng chưa thực hiện được, đến năm 2017 cũng chưa thực hiện được. Bây giờ lại đưa ra là đến năm 2018, đến 31 tháng 12 năm 2018 thì tỷ lệ này phải giảm xuống. Thế thì muốn cái tỷ lệ này giảm xuống mà khi các ngân hàng lại cho vay chung dài hạn lại tăng lên thì vậy một câu hỏi đặt ra là vậy thì bao giờ mình thực hiện được tỷ lệ này? Bởi vì một khi mà vốn chung và dài hạn huy động còn hạn chế mà cho vay chung và dài hạn chủ yếu lấy vốn ngắn hạn để cho vay chung dài hạn thì rủi ro kỳ hạn cho ngân hàng luôn luôn ở mức cao. Và đấy vẫn là cái yếu tố, một trong cái yếu cạnh yếu tố là làm cho lãi suất cho vay cũng khó giảm.
Theo ước tính, mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2018 vào khoảng 17% là hoàn toàn khả thi với những diễn biến hiện nay của thị trường. Bên cạnh tăng trưởng tín dụng, một điểm nổi bật trong chính sách tiền tệ quý 1 vừa qua không thể không nhắc đến, đó chính là câu chuyện về lãi suất. Mặt bằng lãi suất huy động đã có 2 đến 3 lần biến động trong thời gian vừa qua, khi thanh khoản ngân hàng đang trong trạng thái dư thừa với mức cắt giảm từ 0,1 cho đến 0,5 điểm phần trăm trong 3 tháng đầu năm. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất cho vay vẫn tiếp tục ổn định. Bức tranh kết quả kinh doanh của các ngân hàng dần hiện rõ với những ghi nhận tích cực, từ những ngân hàng có quy mô lớn tới những ngân hàng tầm trung. Đa số các ngân hàng đều có kết quả lợi nhuận cao hơn năm ngoái, trong đó nhiều ngân hàng có tốc độ tăng trưởng trên 50%. Vietcombank là ngân hàng có lãi trước thuế cao nhất với 4.359 tỷ đồng, tăng tới 59% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng này cũng là nhà băng đặt mục tiêu lãi cao nhất trong năm nay, kỳ vọng đạt được 13.300 tỷ đồng. Chỉ riêng quý 1, Vietcombank đã hoàn thành được 1/3 kế hoạch năm. Vietinbank đứng thứ hai, đạt 3.027 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 19% so với cùng kỳ. BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.485 tỷ đồng trong quý vừa qua, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái. VPBank và Techcombank cũng đạt mức tương đương với lần lượt 2.619 tỷ đồng và 2.569 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn có Vietcombank tăng 59%, Techcombank tăng 94%, HDBank tăng gấp 2,5 lần. Nhiều ngân hàng triển vọng trong nhóm quy mô nhỏ hơn cũng có sự đột phá như VIB và TPBank báo lãi vượt 500 tỷ, đều tăng hơn 3 lần. ABBank có lãi đạt 383 tỷ, tăng tới 3,7 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tín dụng không còn là lõi bao trùm lợi nhuận tại nhiều ngân hàng trong năm 2017 cũng như quý 1 năm 2018. Lãi từ hoạt động phi tín dụng, đặc biệt là hoạt động dịch vụ cũng có tăng trưởng tốt. Vietcombank, Techcombank, MB hay ngay cả Vietinbank, BIDV, lõi dịch vụ đang ngày càng có ảnh hưởng tới tỷ trọng tăng dần lên 20%, 25%, thậm chí lên tới mức độ khoảng 40%. Điều này cho thấy lợi nhuận ngành ngân hàng đã chất hơn so với trước đây. Đây cũng là định hướng hoạt động của các ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo. Việc mà nâng cao cái tỷ trọng thu nhập ngoài lãi trong tổng thu nhập của ngân hàng công thương là một cái nhiệm vụ trọng tâm của ngân hàng công thương từ năm 2017 và tiếp tục đặt ra đến năm 2020. Thế và cái điều này thì nó sẽ đảm bảo cho ngân hàng công thương phát triển một cách an toàn và bền vững hơn. Nếu như trước đây thì chúng ta 90% chúng ta thu nhập chúng ta phụ thuộc vào tín dụng, thì nay đến nay thì chúng ta đã cái thu nhập ngoài lãi của ngân hàng công thương đến 2017 thì đã tăng lên được là 17%, và cái kế hoạch của chúng tôi đặt ra là đến 2018 này sẽ cố gắng cải thiện nâng lên ở cái mức 20%. Chúng tôi làm bán lẻ nó có cái hay là giai đoạn đầu thì các bạn sẽ phải mất tốn phí rất nhiều để làm marketing, nhưng một khi khách hàng đã là của các bạn thì tự nhiên phí marketing nó giảm đi, lợi nhuận nó sẽ tăng lên. Và cũng nói thêm rằng là trong năm nay thì chúng tôi đẩy mạnh rất nhiều về thu phí, chúng tôi đẩy mạnh rất nhiều về bancassurance, và tôi nghĩ rằng đấy cũng là một nguồn thu khá lớn cho ngân hàng. Bởi vì các bạn cũng hiểu rằng room tăng trưởng tín dụng nó không có nhiều, cho nên chúng tôi sẽ phải chọn cái phân khúc nào mà nó đem lại lợi nhuận cho ngân hàng nhiều hơn. Thì ngân hàng của chúng tôi vốn là ngân hàng rất là light, rất là nhẹ, cho nên rằng là cái chi phí của chúng tôi cũng ít. Thì nếu như giả sử doanh số nó tăng lên rất là nhiều, chi phí nhìn chung vẫn giữ nguyên, rõ ràng lợi nhuận bao giờ cũng tăng. Lợi nhuận nhiều ngân hàng thương mại tăng cao song song với gia tăng trích lập dự phòng rủi ro cũng là điểm nhấn tích cực của một báo cáo quý 1 vừa qua. Thưa quý vị, góc mặt trong gam màu sáng của chính sách quý 1, bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi lợi nhuận của hầu hết các ngân hàng đều có sự gia tăng mạnh trong quý này. Ít nhất có đến 7 ngân hàng báo lãi nghìn tỷ, từ các ngân hàng tầm trung cho tới các ngân hàng lớn như là Vietinbank, Vietcombank hay BIDV. Bức tranh lợi nhuận ngân hàng 3 tháng đầu năm nay có gì nổi bật? Mời quý vị cùng đến với phóng sự sau của chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết. Ngay sau khi lãi suất huy động có dấu hiệu tăng nhẹ, giai đoạn cận Tết Nguyên đán, lãi suất huy động từ cuối tháng 2 và tháng 3 tại nhiều ngân hàng thương mại đã có 2 đến 3 lần được cắt giảm. Cụ thể, trong tháng 3 năm 2018, ngân hàng VIB có 2 lần điều chỉnh giảm lãi suất, theo đó giảm từ 0,3 đến 0,5 điểm phần trăm so với hồi tháng 1 ở các kỳ hạn 1 tháng đến 3 tháng xuống còn 5 đến 5,1%. Các kỳ hạn 6 tháng trở lên cũng giảm 0,2 đến 0,4 điểm phần trăm. Ngân hàng VPBank áp dụng biểu lãi tiền gửi mới từ 30 tháng 3, điều chỉnh giảm ở nhiều kỳ hạn.
giảm 0,2 điểm phần trăm ở các kỳ hạn dưới 6 tháng và từ 12 đến 36 tháng giảm 0,3 điểm phần trăm ở kỳ hạn 6 đến 7 tháng và giảm 0,4 điểm phần trăm kỳ hạn 8 đến 11 tháng. Tại ngân hàng MB, lãi suất ở nhiều kỳ hạn ngắn giảm từ 0,1 đến 0,2 điểm phần trăm so với đầu tháng 2. Ở khối ngân hàng thương mại có vốn chi phối của nhà nước, lãi suất giảm xuống sâu hơn. Tại Vietinbank, trần lãi suất ở các kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng hiện chỉ còn 4,8%, giảm tới 0,5 điểm phần trăm so với trước đây. Một ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước khác là BIDV cũng có hai lần điều chỉnh khung lãi suất huy động trong tháng 3. Theo đó, lần đầu giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 đến 2 tháng, lần hai điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi ở kỳ hạn 364 ngày và 13 tháng. Việc các ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất đầu vào được cho là do thanh khoản hệ thống dồi dào, tín dụng tăng chậm lại trong khi nguồn huy động vẫn đang tăng trưởng tốt. Về cái thanh khoản của các ngân hàng này tốt và cái đầu ra của họ, họ cân đối giữa đầu vào và đầu ra. Ví dụ như là cái đầu vào là cái nguồn tiền huy động tiền gửi của họ tăng khá, trong khi là cái nguồn tăng trưởng tín dụng đầu ra của họ thì tăng chưa thật sự cao. Trong cái bối cảnh chung là quý 1 là cái quý trũng của tăng trưởng tín dụng. Vì thế là có thể có cái hiện tượng thừa vốn ở đây, và bản thân ngân hàng là người kinh doanh thì họ cũng phải cân đối giữa cái chi phí đầu vào và chi phí đầu ra. Vì thế cái việc mà điều chỉnh giảm lãi suất huy động là cái tín hiệu hết sức là bình thường, tùy thuộc vào cái tình hình kinh doanh của từng ngân hàng. Cái việc huy động vốn của các ngân hàng rất là dễ và cái lượng tiền mà chảy vào các ngân hàng, gửi vào các ngân hàng cũng rất là lớn. Thế do vậy trong khi đó thì các ngân hàng thì lại cũng có những cái giới hạn nhất định. Chẳng hạn như năm nay ngân hàng nhà nước đã có một cái thông điệp rất là chắc chắn rằng là cho phép tăng trưởng tín dụng mà không quá 17%. Trong đó thì ngay từ đợt đầu năm này thì ngân hàng nhà nước cũng chỉ cho là ngân hàng nào cao nhất là đến 15% thôi. Ngay cả như ngân hàng chúng tôi cũng chỉ được đến cái mức là tăng trưởng 15%. Thế rõ ràng rằng là trong một cái bối cảnh rằng là đầu ra thì có giới hạn, đầu vào thì lại rất là nhiều, thì nó sẽ là ngân hàng sẽ không có cái ý muốn rằng là sẽ lại tiếp tục huy động, bởi vì càng huy động vào mà không cho vay ra được thì sẽ phải lỗ, bởi vì phải chi trả ra mà không có nguồn thu. Và cái điều đó sẽ dẫn đến rằng là lãi suất sẽ dần dần giảm xuống. Về lý thuyết, việc giảm lãi suất đầu vào thường kéo theo sự điều chỉnh của lãi suất đầu ra, tức là lãi suất cho vay. Tuy nhiên trong bối cảnh cung tiền lớn, trước áp lực lạm phát, cũng như trong bối cảnh các nền kinh tế quốc tế đang thận trọng trong chính sách tiền tệ, thì việc giảm lãi suất cho vay là khó có thể xảy ra trong thời gian tới. Các chuyên gia hy vọng lãi suất sẽ tiếp tục được duy trì ổn định. Về lãi suất đầu ra thì chúng tôi kỳ vọng là với sự quyết liệt của chính phủ, ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng, cũng như là từ phía doanh nghiệp, từ phía khách hàng, thì cái lãi suất đầu ra chúng ta phấn đấu giữ được ổn định như là năm vừa qua cũng đã rất là tốt cho nền kinh tế cũng như là cho doanh nghiệp. Theo suy nghĩ tôi, giữ được ổn định như năm 2017 cũng là vấn đề khó khăn. Chứ đừng nói đến là làm sao phải tiếp tục hạ nữa. Bởi vì sao là như vậy? Bởi vì cái vấn đề là bơm tiền của ngân hàng nhà nước không phải muốn bơm bao nhiêu được, nó còn phụ thuộc vào điều hành chính sách tiền tệ. Mà trong bối cảnh thì rất nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay người ta đang thực hiện một cái chính sách tiền tệ rất thận trọng, thậm chí là thắt chặt, bởi vì cái nguy cơ tái lạm phát của một vài nước là nó có điều kiện nảy sinh. Và trong cái bối cảnh mà Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ là cũng đưa ra một cái thông báo rất là rõ ràng, năm 2018 là ít nhất là điều chỉnh theo xuống tăng cái lãi suất đô la Mỹ là 3 lần, mà đã điều chỉnh một lần rồi. Thế thì những vấn đề đấy là nó tác động đến thị trường tài chính tiền tệ Việt Nam. Và theo lời một chuyên gia kinh tế, lãi suất huy động giảm, có chăng lãi suất cho vay ngắn hạn đối với những lĩnh vực ưu tiên cũng sẽ được điều chỉnh giảm, nhưng cần có một độ trễ nhất định. Được biết, trần lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên hiện nay đang là 6% trên một năm. Với những kết quả tích cực từ chính sách tiền tệ quý 1 năm 2018, hy vọng rằng trong các quý cuối năm nay, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục có nhiều bước tiến khả quan hơn nữa, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới tái cơ cấu và xử lý nợ xấu. Đến đây, chuyên đề tạp chí ngân hàng tuần này của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.